lòng thịt cho mọi người xem nha. Thì mình có chuẩn bị một số nguyên liệu mọi người: khổ qua, tép, thịt, ngò, hành, cá bầm, ớt, hành tím và tỏi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô làm nha mọi người.
tình ủng hộ mình nha. Chào mọi người.